Nó liền này bảo. Con còn đi rồi. Hơn 10 năm rồi. Con còn ly dị cơ. Con cười đó. Cả ông các bà này, mẹ như đang mới lớn lên ấy. Thì một già một trẻ bằng nhau ở chỗ đấy ông. Trước thì buồn cười đóng hồng ở trên Tân Quang thôi. Bây giờ tôi chỉ vạch ra xem thôi chứ không làm gì. Nhớ để bỏ ra xem thôi. Thế máy bay này. Chứ đá trên này thì nó cũng chẳng khô được. Nó trên bê tông làm gì có cái gì hút được mà nó khô. Đây cái này rút được không? Cái này thấy lất thước rồi. Bám đây thì hỏng hết. Mà cái này thấy lất thước rồi đây. Cái sung. Đã xây khoảng tầm độ 1m2 là được rồi. Nghiêng độ. Đâu mà xây cạo được nghiêng được mà thế. Một thằng trong, thằng ngoài, thằng xây, thằng vét nữa. Nghiêng cong được mà thế thì cũng thế còn chưa được.